Rồi, phát khoan pin chính hãng, xin chào anh em nhé, em đổi tên kênh. Đó, thì hôm nay em review cho anh em là con máy xe cắt cỏ Ryobi xài xăng. Đó, thì con này là nó tự chạy nhanh anh em, xài xăng nó 160cc. Con này thì chuyên cắt cỏ ở các biệt thự này, rồi sân gôn này, rồi mấy cái vùng mà cỏ nó dạng như cỏ trồng cho đẹp á, này kia, cắt cho nó đẹp. Đó, có sân banh này kia. Đó, thì phù hợp ở các vùng mà cao cấp á. Đó, chứ còn nông thôn để cắt cỏ thì chịu thua. Cái này chủ yếu dùng mấy vùng resort này kia thôi. Đó, thì máy này sử dụng xăng và nó sẽ tự chạy và cắt cỏ. Cái này bên nước ngoài thì chắc ai cũng biết rồi, tại bên nước ngoài nhà nào cũng phải cắt cỏ thường xuyên, hàng tháng, hàng tuần này kia, chứ 2 tuần cắt lần. Đó, thì cái này được nhập công từ Úc về cho nên giá nó rất là rẻ. Hàng này bên Úc là một cái máy này là tầm 5-7 triệu, đó là giá bên Úc hiện tại. Còn hàng này nhập công về Việt Nam nó lại không, chưa có tương thích với lại cái máy này, với lại nhiều người chưa biết đến cái máy này cho nên là hàng công về đắt, đang nguồn cung cấp là nhiều hơn nhu cầu cho nên là giá nó đang rẻ. Nhưng mà em nghĩ là cỡ 1-2 năm sau thì con này sẽ lên giá thôi, em đảm bảo luôn. Thì con này có giá hiện tại là tầm 2,5 triệu tại Việt Nam. Thì em bữa nay bắt đầu review thì em giảm giá cho anh em còn 2 triệu nha anh em.